bữa nay đi chợ với tôi nghe tôi quay cái góc này đừng có nhìn cái mặt tôi nghe con chim còn có đôi có cặp vậy mà tôi đi chợ con mình chỗ này là rau củ tự chọn thích cái gì thì lấy cái đó lấy xong thì lại người ta tính tiền cho hành bữa nay ngon quá có ai ăn không mình mua cho ăn bó nè rau củ mà người ship gọn gàng như vậy nè người mua người ta mới thích nha chứ để tùm lum không có gọn gàng là người ta không có thích mua đâu đang buồn buồn mà đi dạo một vòng chợ thấy rau củ nó xanh vậy ha nhìn đã mắt bữa nay sẽ giới thiệu với mọi người một món mà dù bạn là nam hay nữ thì đều rất là thích ăn luôn nhưng mà trước tiên thì mình cũng phải đi lặt những cái cọng ngò này ra cái đã tại sao mình không tấm lên mình cắt cái một ha tự nhiên đi lặt từ cọng chi cho nó mắc công hả lặt xong rồi thì đem rửa rửa cả hai trái dưa leo với cải luôn phần sụn ra thì mình sẽ đem rửa với nước muối và giấm cho nó sạch dắt cho nó ráo nước rồi cho ra dĩa tiếp theo là mình niêm vô sụn ra muối đường nước mắm một ít tiêu đen nữa rồi thì mình trộn cho nó đều đều lên thấm hết gia vị thì mình sẽ phủ lên đây một lớp bột chiên giòn mà cái loại khô á cũng trộn đều lên hết để cho nó thấm hết cái phần sụn gà của mình mình cho dầu mayan gon vào chảo để cho nó nóng để mình chiên sụn gà lúc này là mọi người phải đứng canh bếp đảo cho mấy cái sụn gà này nó vàng lên nó sẽ ngã vàng từ từ giống gì chị ơi quên rồi quên băm tỏi để mình đi băm tỏi cái hú hồn luôn quay lại là sụn gà của mình nó vừa vàng luôn mình vớt cái phần sụn gà này ra để ra một cái tô riêng rồi mình cho cái phần sụn gà mới vô chiên tiếp cái khúc ăn dụng này là tại nó thơm quá nghe chứ không phải tại tôi đâu bài đặt chói hoài ai không biết ông ăn dụng tới đây là chưa có không đâu còn một bước quan trọng nữa mình dùng bơ thực vật mezan này nè vừa dễ bệnh lại thơm nữa chảo nóng thì mình cho bơ vào để cho bơ nó tan ra để tỏi phi thơm rồi cho sụn gà vô bơ mezan này với công thức cải tiến mới theo cái công nghệ châu âu kết cấu của nó mềm mịn không có chứa cholesterol sao sụn gà như vậy là nó thơm ngon dị vị lắm chay mặn gì mình dùng cũng được rất là tiện luôn ngoài ra trong bơ mezan còn có vitamin a nữa đảo đều cho nó thấm bơ vào sụn gà lúc này là cái mùi thơm nó sọt lên mũi chịu muốn hết nổi luôn á thấm hết gia vị thì mình sẽ cho sụn gà chiên giòn ra đĩa rồi dắt giờ là tới cái sự tỉ mỉ nè Mình trang trí cho nó đẹp hơn Rồi đó, món sụn gà lắc bơ tỏi của mình đã hoàn thành xong rồi đó Sốt bằng bơ mê thơm ngon dị vị, chuẩn bài đó mọi người Vừa giòn lại thơm bơ, ăn thích lắm luôn món này cũng là một món mà mình học lõm thôi hôm bữa mình cũng đi ăn với mọi người cho mình thấy món này xong là mình cũng về mình nghiên cứu mà nấu ở nhà thì ăn vẫn đã hơn nha tại vì ngoài tiệm nấu có chút xíu à ăn có được nhiêu đâu nó giòn giòn thơm thơm bơ mình chấm với tương ớt là nó hợp vô cùng luôn mà cái món này mình ăn cơm thì nó hơi không có được đúng cho lắm nha cái món này là người ta ăn chơi thôi cái này là phải nhâm nhi đồ mới phải tại thấy là ăn không thì hơi phí cho nên thôi lấy ăn chung với cơm món này thì làm cũng đơn giản mấy ông coi làm cho vợ ăn đi ta nói là ăn hết dĩa mà còn muốn ăn nữa luôn á anh nào mà lỡ chọc giận mấy chị thì nấu món này cho mấy chị em là đảm bảo là mấy chị hết giận luôn nhớ làm liền đó nghe còn tôi thì tôi sẽ chiến hết cái dĩa này đây